Dạ kính thưa thầy, ngày hôm nay con đến đây để thăm thầy và các cháu, để thay mặt tất cả các cô chú anh chị đã trợ duyên cho thầy những phần thiện tài để cho thầy lập cái mái ngói chánh điện. Thì ngoài số tiền đó ra thì hôm nay con cũng xin được trích 5 triệu rưỡi của ba vị mạnh thường quân đã gửi cho con để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay con xin dùng số tiền này để trao cho thầy, để cho thầy nuôi cho các cháu đi học và các cháu có tiền mua thức ăn. Dạ, người thứ nhất đó là anh Sơn, bạn của anh Hăng ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho con 1 triệu để đi giúp những hoàn cảnh. Là hôm nay con cũng xin được trợ duyên với thầy. Và người thứ hai là Zalo của anh Dũng ở Sài Gòn đã gửi giùm anh Sáng ở San Diego ở bên Mỹ 1 triệu đồng để đi giúp các hoàn cảnh. Và người thứ ba là anh Nguyễn Lập ở bên Úc đã gửi cho con 500 đô Úc để cho con đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay con xin dùng 200 đô Úc của anh Lập để trợ duyên với thầy là 3 triệu rưỡi. Thì tổng số tiền của ba vị mạnh thường quân là 5 triệu rưỡi. Con xin trao tặng tay của thầy để cho thầy nuôi dạy cho các cháu nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ 5 triệu rưỡi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị mạnh thường quân, kính thưa quý vị đạo hữu, thì quý vị được biết cái chương trình nhập cầu nhân ái của Tấn Dũng gửi số tịnh tài này, số tiền này để cho thầy, để tiếp phụ cho thầy nuôi mấy đứa cháu cho được ăn học bệnh hoạn, rồi đến cho nó học hành đến nơi tới chốn. Thầy cũng chứng minh cái công đức này của quý vị, là hồi hướng phước báo này cho quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, luôn luôn sống ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay Tiến Dũng nhận được số tiền là 97 triệu 500 ngàn của các anh chị. Đó là người thứ nhất là Zalo của La La Huệ ở bên Đài Loan, trợ duyên cúng dường với thầy là 1 triệu đồng. Và người thứ hai là một mạnh thường quân. Nhúng nhích nhúng nhích thế Không đó. sao thầy, không sao thầy. Dạ không sao, không sao. Vâng, người thứ nhất đó là Zalo của La La Huệ ở bên Đài Loan, trợ duyên cúng dường với thầy là 1 triệu đồng. Và người thứ hai là một mạnh thường quân chuyển khoản cho Tuấn Dũng vào ngày 5 tháng 4, tài khoản Sacombank, không có ghi tên, chỉ ghi với nội dung là cúng chùa bổ ăn 5 triệu lập ngói, cúng dường sư cô Liên Nghiêm 2 triệu. Người thứ ba là chị Lê Thị Tươi ở Yên Bái, cúng dường với thầy lập mái ngói là 5 triệu đồng. Và người thứ tư là gia đình của anh Lâm và chị Hằng ở bên Đan Mạch đã chuyển khoản cho Tuấn Dũng số tiền là 3 triệu 2 để cúng dường trợ duyên với thầy lập mái ngói. Người thứ năm là gia đình của chị Phụng Lê ở bên Mỹ, trợ duyên cúng dường với thầy là 100 đô là 2 triệu 3. Người thứ sáu là gia đình của chị Bùi Thị Xuân ở bên Mỹ, gửi 1.100 đô đổi ra tiền Việt Nam là 25 triệu 300 ngàn, trợ duyên cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Và gia đình thứ bảy đó là chị Bùi Thị Tốt ở bên Mỹ, gửi 1.100 đô đổi ra tiền Việt Nam là 25 triệu 300 ngàn để trợ duyên cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Và người thứ tám là gia đình của chị Nguyễn Thị Mỹ Hương ở bên Mỹ, cúng dường 300 đô là 6 triệu 9. Người thứ chín là gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Phụng, cúng dường thầy 500 đô để thầy lập mái ngói là 11 triệu 500 ngàn. Gia đình thứ 10 là anh Triệu Tỷ ở bên nước ngoài, gửi cho Tiến Dũng 10 triệu đồng để mang đến cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Thì tổng số tiền của 10 gia đình anh chị là 97 triệu 500 ngàn. Hôm nay Tiến Dũng xin trao cho thầy. Dạ. Đây là cái cọc tiền 97 triệu 500 ngàn, con đã đếm kỹ thầy ha. Dạ. Vâng, Tấn Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thần an lạc. Buổi chiều ngày hôm nay Tấn Dũng trở lại chùa Bổ Ăn để xem hôm nay chùa của thầy đã lập cái mái ngói tới đâu rồi, và cũng xin thay mặt tất cả quý cô chú anh chị để trao những phần thiện tài còn lại của quý vị đã trợ giúp cho thầy, để cho thầy được hoàn thành cái tâm nguyện
lập ngôi chánh điện của chùa Bố Ăn nhé vị. Xin kính mời tất cả vị cùng theo chân cô Thế Dũng vào bên trong để gặp lại thầy nhé. Xin kính mời tất cả vị. Vâng, và đây là phía trước nơi chánh điện của chùa Bố Ăn nè vị. Giờ Thế Dũng sẽ đi vào bên trong để quay cho vị xem. Hôm nay mái ngói chắc lẽ là lập cũng đã sắp hoàn thiện rồi. Đây, đây là phía bên khuôn viên chùa nè vị. Đất ngoài trước cũng rất là rộng. Đây, các anh thợ đang xây cắt thêm những cái phần gì bên đây Thế Dũng cũng chưa biết, chút xíu nữa sẽ hỏi thầy nhé. Đây vị ơi, giờ này Thế Dũng đến đây thì cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, chắc có lẽ là các anh thợ cũng đã còn trên đó luôn, còn lắm đó. Chào chú Huynh, đang lập ngói ha chú Huynh. Dạ rồi Thế Dũng, đây hôm nay có bạn cư sĩ Thành Hậu đi đến đây để hỗ trợ tiếp thầy về nuôi các trẻ em mồ côi á. Dạ con chào thầy. A Di Đà Phật. Dạ dạ, cho con gắn cái mic vô nha thầy ha. Nãy giờ Thành Hậu vô thăm mấy đứa các trẻ em mồ côi chưa? Rồi rồi rồi, rồi có hỗ trợ rồi. Vậy hả? Hỗ trợ được 5 triệu cho mấy bé nó đó, có cái để đưa cái phương tiện ăn học cho nó. Dạ. Hỗ trợ tiếp cho thầy ha. Tiếp thầy tiếp mới được, không tiếp được mùa dịch này. Ít cho người cúng dường lắm. Thì vô đây ông thầy ông tiếp mình vài bữa chứ mình ở lại không? Ừ. Ông vô đây tới cái tấm này nó biết ông rồi, nó nuôi mới nó lo mới ông. Ừ. Ừ. Nhân nào quả nấy mà. Vậy là các cháu đang ở dưới bếp với thầy sao thầy? Rồi rồi. Vậy hả? Chú Thành Hậu có gặp rồi. Dạ. Hôm... Dạ. Thưa thầy, hôm nay thì cái mái ngói chùa của thầy đó lập là đã hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm mà thầy? Bây giờ thì báo cáo với quý vị với Tấn Dũng là cái phần ngói trên lợp đã hồi rồi. Yeah. Sân tượng xây cũng đã xong rồi. Yeah. Rồi bây giờ chỉ còn cái gắn mấy con mấy cây đao đó, tức là đã mấy cái con cù đó, mấy con rồng đó, đầu rồng mà cá quá lông đó. Yeah. Thì gắn cái phần đó với lăng bê đó. Hôm trước thì mình dự định đó là lót gạch, lót gạch. Nhưng mà bây giờ thì tính đi tính lại sợ lót gạch đó, nó thời gian nó sẽ rớt. Thế cho nên bây giờ ở trên đó thì chỉ tô thôi, rồi nữa mình sơn nước á, có thể 10 năm, 15 năm nó 10 năm sắp lên nó mới hư. Dạ. Ra thống nhất lại thành thì vì đó thì cái phần mà gạch mà lót trên đó đó lọt lên trên tượng đó thì đem xuống dưới mình làm được một cái thông hành này. Yeah. Nó công có lót gạch trên đó đem xuống dưới lót dưới này. Yeah. Cái phần tiền công á. Yeah. Thành ra thợ cũng thống nhất với mình cái quan điểm này. Yeah. Đó, cái phần đó thì coi như là xong rồi đó, chỉ còn mình còn lại một mớ là tiền gì tôi tính dụng 6-7 triệu với thêm 50 mét ngói nó còn thiếu đó. Dạ. Việc tổng vụ đó là với cái phần mà mấy cái đầu rồng đó, cá quá lông đó thì cái tổng vụ đó khoảng 83 nữa à. Dạ. Không thầy có báo cáo rồi để hen. Dạ, tổng vụ hết là nghĩa là 67 thêm 10 mấy triệu nữa là cầu là khoảng 83 triệu nữa 83 là hoàn thành hết trơn. Là coi như là mình chốt lại cái phần lóc là dứt điểm rồi đó. Dạ. Cũng mừng rồi đó. Ha. Mộ Phật. Dạ thì hồi sáng con cũng có thông báo với thầy đó là các anh chị em mình đồng quân đã cúng dường trợ duyên với thầy. Thì tổng số tiền mà 97.500.000 đó thầy. Vậy là thấy cũng ổn rồi ha, cũng ok rồi đó ha. Thì mình gói ghém cho đó rồi đó. Yeah. Thì nó cũng còn thiếu chút đỉnh thì mình bù thêm, không sao. Yeah. Nó cũng nhẹ lo rồi. Yeah. Cũng có nói với thợ thay về cái công của ở trên, cái gạch ở trên. Thì đem cái đó xuống cái này thiếu thì mình đắp thêm cho thợ, đừng để người ta hụt tội nghiệp người ta. Dạ. Yeah. Ừ, vậy đó. Còn bên đây là thầy, con đang thấy xây xây là đang làm gì thầy? Bằng của địa tạng. À, là một bàn địa tạng. Vậy hả, cái bàn đó thầy hả? Cái bàn gạch đó, để cái bàn sắt đó mình thấy nó cũng không có vững tâm. Yeah. Cho nên sẵn thợ ở đây thì cũng nói với thợ lại xây luôn. À, xây luôn cho cái bàn đó. Cái bàn cho nó vững luôn đi. Cúng kiến cho nó vững đó thầy ha. Cho nó vững để cái tượng Phật địa tạng đó, cái nó nặng á. Dạ. 700 ký. Rồi mình để gì mình thấy mình cũng không yên tâm. Cho nên nó thôi để xây cái bàn gạch luôn cho nó vững. Dạ. Vậy đó. Bây giờ con xuống bếp con quay mấy đứa cháu cho
quý bà con xem cái là đem mình mời xuống cái chốt đó đầy đủ với không thầy? Có một mớ đang đi rước chưa về còn hai ba đứa nữa mà không sao. Dạ. Bây giờ Dũng sẽ đi xuống dưới bếp quý vị để quay cho quý vị xem những các cháu mà thầy đã cưu mang nuôi từ nhỏ vì có mang đến chùa rồi bỏ trước cửa chùa cho thầy rồi thầy nhận vô nuôi cũng có rồi có khi mang đến tặng tay cho thầy luôn hả thầy hả? Có nữa. Dạ, rồi nó cũng có sau khi nó vợ chồng nó gây lộn rồi nó bỏ sau đây nó ở lại nhau rồi nó cũng nó rước về nữa. Dạ. Rồi cũng nhận nuôi hết nó vậy đó. Đây có cô ba nè, thăm cô ba. Cô ba Tây Yến nè. Dạ chào cô ba. Cô ba này vì cô ba bị tai biến nha. Cô ba ăn cơm chưa cô ba? Rồi đó ở đây hai bà mất hết bà rồi, hai bà tai biến hết. Thì cô này còn ở đây mình nên. Cũng không chồng không con gì hết trơn á. Em út thì nó lo nó mặn ăn không à, nó không có nuôi được. Vô đây thì ở trong này đừng mấy cô chăm sóc rồi tiếp giùm. Ở nguyên cái căn này. Cô ba gắng gìn sức khỏe nha cô ba. Dạ dạ. Nhìn cô ba hiền quá. Dạ. Gom lại coi. Đây. Rồi giờ chú Dũng sẽ xuống đây thăm các cháu nè. Hai. Dừng chốt ra nha. Dạ. Gom đây con. Thăm các cháu. Đây. Đây. Đã bị ơi. Ngồi ngồi xuống. Nha đã. Nghe nè. 2 4 6 7. Chết 12 đứa là 7 cháu đi học chưa về nữa. Chết đây coi con. Còn đi học kia là 5 cháu là mấy đứa lớn kia là đi học được hả thầy? Đi học chưa về. Đó, đây đây con. Rồi. Rồi chị là bếp trưởng đây hả thầy? Đó nuôi tụi nó đó. Vậy hả? Phụ. Chớp. Nhìn thầy nhìn tướng chị mảnh mai quá thầy ha. Mảnh mai quá ngồi cái chân giường này nó có chắc không vậy? Hả? Gì vậy? Uống thuốc nhất cái nó tự nâng. Đau rồi uống thuốc nhất cái đầu cái nó lên ký vậy hả? Vậy hả? Chớp qua lại kìa. Rồi sao thầy bữa nào mang cái thuốc nhất của chú ba ra cho uống quên nữa. Thuốc nam á thầy, thuốc viên của nam á. Vậy hả? Uống nó không giữ nước. Bởi vậy ông coi tiếp giùm cho nó. Dạ để bữa nào con gửi cho. Mà cũng có đây nè, cái nhỏ này, niệm Phật cho ta lên cho con từ. Cái em này là bao nhiêu tuổi? Dạ 20 tuổi. 20 tuổi hả? Dạ. Là cũng lo cho các em tiếp theo. Nó cấp lớn này nè, nó lo nó đưa rước đi học. Dạ. Lớn. Nó chở hai ba đứa. Dạ. Cấp lớn lo cho tốp nhỏ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ kính thưa thầy, ngày hôm nay con đến đây để thăm thầy và các cháu để thay mặt tất cả các cô chú anh chị đã trợ duyên cho thầy những phần thiện tài để cho thầy lập cái mái ngói chánh điện. Thì ngoài số tiền đó ra thì hôm nay con cũng xin được trích 5,5 triệu của ba vị mạnh thường quân đã gửi cho con để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay con xin dùng số tiền này để trao cho thầy, để cho thầy nuôi cho các cháu đi học và các cháu có tiền mua thức ăn. Dạ, người thứ nhất đó là anh Sơn, bạn của anh Hăng ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho con 1,000,000 để đi giúp những hoàn cảnh. Là hôm nay con cũng xin được trợ duyên với thầy. Và người thứ hai là Zalo của anh Dũng ở Sài Gòn đã gửi giùm anh Sáng ở San Diego ở bên Mỹ 1,000,000 để đi giúp các hoàn cảnh. Và người thứ ba là anh Nguyễn Lập ở bên Úc đã gửi cho con 500 đô Úc để cho con đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay con xin dùng 200 đô Úc của anh Lập để trợ duyên với thầy là 3,500,000. Thì tổng số tiền của ba vị mạnh thường quân là 5,500,000. Con xin trao tặng tay của thầy để cho thầy nuôi dạy cho các cháu nha. Nam mô Di Đà Phật. Dạ 5,500,000. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị mạnh thường quân. Thưa quý vị đạo hữu. Thì quý vị được biết cái chương trình nhập cầu nhân ái của Tấn Dũng gửi số tịnh tài này, số tiền này để cho thầy để tiếp phụ cho thầy nuôi mấy đứa cháu cho được ăn học bệnh hoạn rồi đến cho nó học hành đến nơi tới chốn. Thầy cũng chứng minh cái công đức này của quý vị là hồi hướng phước báo này cho quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, luôn luôn sống ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Tấn Dũng cũng xin cảm ơn anh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Dũng và anh Sáng ở San Diego cũng như là anh Lập ở Úc đã trợ duyên những phần thiện tài để cho Tấn Dũng đi giúp những hoàn cảnh. Thì hôm nay Tấn Dũng
xin thay mặt các anh để trợ duyên với thầy. Dạ thì tiếp theo thì con xin mời thầy ra phía trước để cho con trao những phần thiện tài của các cô chú anh chị đã trợ duyên với thầy, số tiền là 97.500.000 để cho thầy lập cho nó hoàn thành cái phần nóc của ngôi chánh điện chùa. Dạ kính mời thầy. Dạ xuống với con. Rồi, cô Dũng chào các con nghe, các con niệm Phật cho cậu vui coi, niệm Phật coi. Niệm Phật. Nè, niệm Phật coi. Nam mô A Di Đà Phật. Giỏi. Giỏi, con Phật ở đây nhìn thấy không có tươi vậy. Hả? Rồi, chào các. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại chùa Bổ Ăn ở tại địa chỉ khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc để thay mặt tất cả 10 anh chị em đã trợ duyên với thầy để cho thầy lập cho nó hoàn tất cái nóc của ngôi chùa Bổ Ăn. Hôm nay Tiến Dũng nhận được số tiền là 97.500.000 của các anh chị. Đó là người thứ nhất là Zalo của La La Huệ ở bên Đài Loan trợ duyên cúng dường với thầy là 1.000.000 đồng. Và người thứ hai là một Mạnh Thường Quân. Không sao thầy, không sao thầy. Dạ không sao, không sao. Vâng, người thứ nhất đó là Zalo của La La Huệ ở bên Đài Loan trợ duyên cúng dường với thầy là 1.000.000 đồng. Và người thứ hai là một Mạnh Thường Quân chuyển khoản cho Tiến Dũng vào ngày 5 tháng 4, tài khoản Sacombank không có ghi tên, chỉ ghi với nội dung là cúng chùa Bổ Ăn 5.000.000 lập ngói, cúng dường sư cô Liên Nghiêm 2.000.000. Người thứ ba là chị Lê Thị Tươi ở Yên Bái cúng dường với thầy lập mái ngói là 5.000.000 đồng. Và người thứ tư là gia đình của anh Lâm và chị Hằng ở bên Đan Mạch đã chuyển khoản cho Tuấn Dũng số tiền là 3.200.000 để cúng dường trợ duyên với thầy lập mái ngói. Người thứ năm là gia đình của chị Phụng Lê ở bên Mỹ trợ duyên cúng dường với thầy là 100 đô, là 2.300.000. Người thứ sáu là gia đình của chị Bùi Thị Xuân ở bên Mỹ gửi 1.100 đô, đổi ra tiền Việt Nam là 25.300.000 trợ duyên cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Và gia đình thứ bảy đó là chị Bùi Thị Tốt ở bên Mỹ gửi 1.100 đô, đổi ra tiền Việt Nam là 25.300.000 để trợ duyên cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Và người thứ tám là gia đình của chị Nguyễn Thị Mỹ Hương ở bên Mỹ cúng dường 300 đô, là 6.900.000. Người thứ chín là gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Phụng cúng dường thầy 500 đô để thầy lập mái ngói là 11.500.000. Gia đình thứ 10 là anh Triệu Tỷ ở bên nước ngoài gửi cho Tiến Dũng 10.000.000 đồng để mang đến cúng dường với thầy để cho thầy lập mái ngói. Thì tổng số tiền của 10 gia đình anh chị là 97.500.000. Hôm nay Tiến Dũng xin trao cho thầy. Dạ. Đây là cái cọc tiền 97.500.000 con đã đếm kỹ thầy ha. Đời. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính thưa các vị Mạnh Thường Quân gần xa thân mến. Vừa rồi thì quý vị cũng biết được cái chương trình nhập cầu nhân ái của Tấn Dũng. Để là tiếp về ủng hộ trợ duyên cúng dường để lợp cái nắp chánh điện của chùa Bổ Ăn. Nay á, cái phần tiền này đó là chốt lại ra rồi cái phần nắp. Dạ. Đó. Thì thầy thừa tư công đức này cũng mừng lắm. Sau khi xong xuôi rồi thì mấy cái đám mưa lớn lớn vừa rồi Tiến Dũng nói ngày nay nó ra là cái ngày nay là cái này cái đám mưa cũng thật lớn á. Dạ. Mà cũng không có dột dạt hết, im hết trơn. Cái phần còn lại ở trển thì còn lại gắn mấy cái đầu cá quá long, đầu rồng đó với lăng bê đủ trển. Thì cái số tiền quý vị gửi này là 97.500.000 này sẽ hoàn thành cái phần nóc. Dạ. Nóc chính điện. Rồi còn phần kế tiếp thì nó còn một cái chuyện nữa là cái la phong. Cái la phong ở trong sau la phong thì gồm có nữa, mình phải chạy dây điện với làm la phong rồi với lăng bê gì đó. Nghe thợ nó nói đó thì lát nữa Tướng Dũng nó sẽ trình bày cho quý vị tiếp tục. Thì quý vị cũng phải nhớ rằng cái việc chùa chiền mà chùa là tài sản của nhân dân, của đồng bào Phật tử, chứ chùa không phải là tài sản của nhà nước mà cũng không tài sản của giáo hội nữa, mà chính là tiền tài sản của quý vị đó, của Phật tử mình đó.
Thì theo biết được cái chương trình giọng cầu nhân ái của Tuấn Dũng này thì sau này rồi đi thì thầy sẽ biểu Tuấn Dũng nó làm một cái bản, dạ, cái bản ghi công đức này. Bản ghi công đức của quý vị rồi dạ. Sau đó để gọi là gửi trọn niềm tin ở dạ. Nơi chùa Bủ Ăn. Cái này là cái niềm tin này nó sâu sắc lắm quý vị. Quý vị ở đâu đâu xa xa không mà hay biết tin được cái gửi cúng dường, gửi cái niềm tin với Phật pháp. Thầy cũng cảm động chuyện này lắm. Thôi thừa tư công đức này chứng minh cho quý vị, đây là tài sản của quý vị để đóng góp cho Tam Bảo, cho chùa, đọc cái mái ngói cho Phật được rồi cũng mừng lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, Tiến Dũng xin cảm ơn tất cả 10 anh chị em đã gửi những khoản tiền tài này để Tiến Dũng mang đến để trợ duyên cho thầy hoàn thành cái tâm nguyện là lập cái nóc của chánh điện đã xong. Thì còn lại cái phần ở bên trong cũng như là la phong với dây điện rồi đó vị, rồi sơn bê bên trong, thì Tiến Dũng cũng rất mong tất cả quý bà con cô bác trợ duyên những phần còn lại tiếp cho thầy để cho thầy hoàn tất luôn cái ngôi Tam Bảo. Thì bây giờ Tiến Dũng và thầy sẽ đi vào bên trong để quay những cái phần ở bên trong cho vị xem nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Phật là của nhân loại mà, của quý vị đó, phải không? Dạ. Đây thưa vị, đây là phía bên trong ở chánh điện của chùa này vị. Thì những cái phần còn rất là nhìn rất là thô. Những cái phần này là thô, là đổ bê tông hết đó thầy ạ. Mô Phật. Là thầy tính chỉ nữa là thầy đóng là phong là đóng sao thầy? Đóng là phong cái trần thạch cao á. Trần thạch cao hả thầy? Cho nó nhẹ. Dạ. Yeah. Rồi dưới mình chạy điện. Dây điện cho đùng mình bắt lại với lăn bê rồi lại cho nó sạch sẽ ở trên. Dạ. Yeah. Vậy là chỉ nữa là thầy đóng là đóng trần thạch cao ha, đóng là phong ha. Rồi mình đi dây điện ở trong. Đó, đây nè vị. Xanh quanh chùa chánh điện này khoảng bao nhiêu mét vuông thầy? Cái này nó khoảng 450 mét đó. 450 mét vuông. Rồi đóng la phong vậy là chi phí là khoảng bao nhiêu theo thầy dự định đó? Thầy nghe mấy ông thợ mấy ông nói thì nó tầm khoảng 200 triệu đó. Là vừa la phong công cán điện bê hết luôn thầy ạ? Thầy khoảng đó đó. Đó. Có nghe nói nhưng mà mình có thể nếu mà mằng ở địa phương mình đó. Dạ. Yeah. Phật tử mấy quý vị ở địa phương ta mằng ở đây thì mình không có lại ta lãnh thì ta nói 200 nhưng mình mằng lại có lẽ là nó bớt tiền đó lại. Bớt lại được chút đỉnh hay sao? Bớt thêm tiền lại. Dạ là có bóng đèn nào luôn đó hả thầy ạ? Thì mình gom luôn hết cái tối tầm đó đó. Dạ dạ. Đây vị, đây là những cái phần ở bên trong chánh điện nè. Là đã mới có đổ đúc thôi, còn rất là thô. Thì thầy dự định sau khi mà hoàn tất cái lập ngói đó thì tiếp theo là thầy sẽ làm la phong để đi điện và bê lại cho bên trong này cho nó sạch sẽ và mới lại vị ơi. Rồi Tiến Dũng cũng rất mong quý vị cùng chung tay để mà tiếp thầy thêm một cái phần bên trong nữa cho thầy hoàn thành cái ngôi chánh điện của chùa nhé vị. Rồi bây giờ thầy sẽ thắp hương và hồi hướng công đức cho tất cả quý bà con mạnh thường quân đã trợ duyên với thầy để cho thầy làm phận sự. Cũng như là sắp tới thì thầy sẽ cùng với Tiến Dũng sẽ làm một cái bản ghi ân công đức của tất cả các mạnh thường quân để ở trong ghi tên treo cái tường nè, chùa nè, để tri ân tấm lòng vàng của tất cả quý vị nhé. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Giới hương định hương dứt huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biển pháp giới cúng dường thập phương vô lượng chư thọ Phật pháp tăng Tam Bảo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấu vị Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam An Giang tỉnh thành phố Châu Đốc cung tụ Bủ Ăn tự trụ phượng Phật tu hương các Phật tử gieo duyên cúng dường lợp nóc ngói chánh điện Đại Hùng Bổ Điện nơi chùa Bổ Ăn. Các vị có phương danh nhờ Tướng Dũng đọc tên dùm cho thầy. Dạ, người đầu tiên là em Huệ ở Đài Loan, người thứ hai là Mạnh Thường Quân chuyển khoản không ghi tên, người thứ ba là chị Lê Thị Tươi ở Yên Bái, người thứ tư
là anh Lâm và chị Hằng ở Đan Mạch. Người thứ năm là gia đình của chị Phụng Lê ở bên Mỹ. Người thứ sáu là gia đình của chị Bùi Thị Xuân. Người thứ bảy là gia đình của chị Bùi Thị Tốt ở bên Mỹ. Gia đình thứ tám là chị Nguyễn Thị Mỹ Hương ở bên Mỹ. Gia đình thứ chín là chị Nguyễn Thị Kim Phụng ở bên Mỹ. Gia đình thứ mười là gia đình của anh Triệu Tỷ ở bên Mỹ. Dạ. Tất cả quý Phật tử thành tâm cúng dường, dâng lên mười phương tam bảo, xây dựng lợp mái ngói nóc chùa Bủ Ân Đại Hùng Bủ Điện nơi chánh điện, nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể quý Phật tử phước thọ tăng long bồ đề tâm tăng trưởng, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc đoàn viên sở cầu như ý nguyện, và nguyện cầu cho phong điều vũ thịnh quốc thế dân an, các vị lãnh đạo của đất nước giữa được bình yên khỏe mạnh để lo cho dân cho nước, và để nguyện cầu cho các nước các vị hương linh bị Covid để mà siêu sanh tịnh độ trực giảng tây phương nương về với ánh hào quang của chư Phật, và nguyện cầu cái Covid dịch bệnh này cho nó sớm cho nó đi qua, cho dân chúng làm ăn cho được khỏe mạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tôn phá phiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Với tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Với tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa nam thánh chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt tất cả các mạnh thường quân cảm ơn Thầy đã hồi hướng công đức cũng như là cầu an cho tất cả quý mạnh thường quân. Thì một lần nữa kính chúc cho Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và tu hành cho đến ngày viên mãn. Và Thiên Dũng cũng rất mong tất cả quý cô chú anh chị trợ duyên tiếp tục để giúp cho Thầy đóng cái phần la phong cũng như là đi điện ở bên trong và bê lại cái phần bên trong chánh điện vì thêm một lần nữa để giúp cho Thầy hoàn thành cái tâm nguyện cho xong cái ngôi tam bảo để mà thờ Phật cũng như là cho quý bà con cô bác đến viếng chùa Bủ Ân được trang nghiêm và thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn dồi sức khỏe nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng với cầu nhân ái. Xin kính chào tất cả quý vị. Dạ con xin kính chào thầy nha thầy.